Sau đây là bạn Gia Bảo sẽ trình bày bài thơ Tiếng Chùa Tre. Đọc chữ trình bày. Ừ, trình bày hay đọc cũng được. Con thêm một câu nữa thôi. À quên, hết rồi. Tiếng chùa tre tố hữu. Chắc là các bạn chưa biết tố hữu là gì, là ai. Nhà thơ. Cái gì? Tố hữu là nhà thơ. À, Ừ. nhà thơ nhưng mà Thôi con đọc đi. đạo viết Tuấn Tuấn thì đâu đâu phải nè ấy được gọi tiếng chổi tre. Những đêm hè khi khi ve ve đã ngủ, tôi lắng nghe trên đường Trần Phú. Trần Ừ, đúng Phú rồi. là ở thành phố Đúng rồi, Hà Nội đúng đây. rồi, đúng rồi. Trên đường Trần Phú, tiếng chổi tre sao sắc hàng me. Tiếng chổi tre đêm hè quét rác, những đêm đông khi cơn giông vừa tắt, tôi đứng trông trên đường lặng ngắn. Lặng chị ngắt. lặng chị lao công như sắt như đồng. Chị lao công đêm đông quét rác, sáng mai ra gánh hàng hoa xuống chợ Ngọc Hoa Ngọc Hà. Trên đường rực nở hương bay xa thơm ngát, đường ta nhớ nghe hoa người quét rác. Đêm qua nhớ nhớ em nghe tiếng chổi tre chị quét. Những đêm hè đêm đông gió rét, tiếng chổi tre sớm tối đi về như sạch lề đẹp lối. Em nghe Rồi, thấy chưa?